Dan Dutren, nhạc sĩ giàu có nhất Philippines, tiết lộ số tiền bán nhạc đầu tiên đến với nghề trong lúc chia tay mối tình đầu. Nhưng mà em thì em không có học ở trong trường, mà em viết nhạc là ngay từ đầu là do em thất tình khi em viết. Bộ ba hitmaker, những nhạc sĩ sở hữu nhiều bản nhạc ăn khách, Nguyễn Văn Trung, Hamlet Trương, Nguyễn Minh Cường, bật mí những câu chuyện bên lề, đưa tên tuổi của mình đến với khán giả gây chú ý. Được mệnh danh là nhạc sĩ giàu có nhất Việt Nam với kho nhạc hit đồ sộ như Chiếc Khăn Gió Ấm, Cao Cao Lá Tre, Mùa Đông Không Lạnh, Nhật Ký Của Mẹ, Con Đường Mưa. Nhưng ít ai biết được rằng sự nghiệp âm nhạc đã tìm đến với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung chỉ bởi một lần thất tình. Định hướng tương lai của anh chàng từ đầu là một ngành nghề khác không có mối liên quan nào tới âm nhạc. Thế nhưng sau khi bị mối tình đầu bỏ đi không một lời đã khiến cho trái tim chàng trai tuổi đôi mươi tan vỡ. Không biết gửi gắm nỗi buồn vào đâu, Nguyễn Văn Trung đã bắt đầu tập viết nhạc để nói lên tâm tư của mình. Những ca khúc mà nam nhạc sĩ hồi đó viết, theo bản thân anh đánh giá là còn rất ngô nghê, nghĩ gì viết nấy và thiếu logic trầm trọng. Thế nhưng khi nghe những giai điệu của những bài hát đó, bạn bè của anh đã thay bắt tay nên khuyên anh chàng gửi cho các ca sĩ nghe thử. Nghe theo lời xúi của bạn, anh đã xin thông tin liên lạc để gửi cho họ với hy vọng sẽ được các thần tượng để mắt tới. Ca khúc đầu tiên của Nguyễn Văn Trung được chọn đó là ca khúc Người Thầy Năm Xưa do ca sĩ Nguyên Vũ trình bày. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, ngày đó anh không quan tâm đến việc ca khúc của mình sẽ được bán bao nhiêu tiền. Trung gửi ca khúc và chỉ mong được ca sĩ hát bài của mình là một niềm hạnh phúc rồi. Anh cho hay, với hit đầu tiên anh bán được, Nguyễn Văn Trung đã được ca sĩ Nguyên Vũ trả cho 500.000 đồng ngay trong đêm sau khi anh diễn xong. Với một chàng sinh viên thời đó, 500.000 đồng là một số tiền rất lớn. Nam nhạc sĩ hài hước kể lại, cầm 500.000 trong tay mà Trung đã rất đã và sướng. Sau đó những bài hát độc quyền thì Trung bán cứ 2 triệu một bài. Hồi đó Trung cứ nghĩ đơn giản cứ bán 2 triệu một bài. Nếu mình viết 3 bài là kiếm được 6 triệu rồi. Người ta đi làm tháng có 4 triệu mà mình được 6 triệu thì quá ngon. Không giống như đàn anh, ca khúc đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường bán ra với giá 0 đồng. Đó là một ca khúc anh sáng tác tặng bạn. Còn ca khúc thứ hai là Cả Một Trời Thương Nhớ, được trình bày bởi ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chia sẻ về cách thức để các ca sĩ chú ý đến đứa con của mình, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho hay, hồi Cường tập thành sáng tác thì không có mối quan hệ, nên chỉ biết gửi ca khúc qua mail, rồi ngồi khấn trời cho nghệ sĩ đọc được mail của mình thôi. Ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ, Cường gửi cho chị Hồ Ngọc Hà thì may mắn khoảng tầm 5 phút sau là đã nhận được phản hồi rồi. Ca khúc đó là bước ngoặt cho sự nghiệp sáng tác của Cường để mọi người biết đến nhiều hơn, và đó cũng là MV có nhiều dấu ấn với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dù không được đào tạo qua trường lớp bài bản về âm nhạc, nhưng có lẽ nhờ mối tình đang gian dở thời sinh viên đã khiến Nguyễn Văn Trung tìm đến với âm nhạc và viết nên ca khúc tạo dấu ấn về nỗi buồn, những nhớ thương của mối tình đầu không thể quên được. Sự nghiệp sáng tác của anh cũng bắt đầu từ đó. Là nhạc sĩ được rất nhiều nghệ sĩ săn đón, giờ đây anh đã có gần 19 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, sáng tác hơn 300 bài hát thiếu nhi, 250 ca khúc về tình yêu và 100 bài hát liên quan tới Phật giáo, chủ đề gia đình, quảng cáo. Với gia tài đồ sộ như vậy, tiền tác quyền ca khúc của anh thu về theo từng năm đều tịnh tiến, tạo ra con số vô cùng khủng, giúp anh ngồi yên cũng không lo đói. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tìm đến âm nhạc như một cái duyên. Thì ngay từ khi còn là cậu học sinh cấp 3, nam nhạc sĩ cho biết mọi kế hoạch làm sao để sáng tác, làm sao để bước chân vào công ty hot nhất thời đó, làm sao để đứng trên sân khấu đã được anh lên lịch trình rõ ràng. Nguyễn Văn Trung đã có cuộc sống ổn định để chuyên tâm sáng tác, chăm sóc cho bé Bu, con của anh và vợ cũ và con gái nuôi. Dù bận rộn nhưng anh vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc sum họp gia đình. Anh biết ơn sự ủng hộ thầm lặng của ba mẹ và người hâm mộ đã luôn quan tâm trong khoảng thời gian bản thân khó khăn nhất. Trách nhiệm của nghệ sĩ là mang đến những món ăn tinh thần tốt nhất cho khán giả, sống chuẩn mực và truyền bá những quan điểm đúng đắn có văn hóa. Còn khán giả có trách nhiệm ủng hộ và yêu mến nghệ sĩ của mình một cách văn minh nhất, tôn trọng tác quyền. Bên cạnh đó còn phải khách quan, nhận thức rõ đúng sai và phê bình những nghệ sĩ chưa tốt, những sản phẩm chưa tốt.